Tin buồn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp xác nhận cháu bé rơi xuống cọc bê tông đã không qua khỏi. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trả lời báo chí tại hiện trường. Ông Bửu thông tin sau khi trao đổi với cơ quan pháp y và gia đình, đơn vị đi đến kết luận cháu Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Theo ông Bửu, ban đầu đơn vị đã tiên lượng sức khỏe của cháu Nam rất xấu khi nạn nhân có khả năng bị đa chấn thương. Điều kiện trong lồng ống cọc bê tông không đảm bảo không khí, cháu bé còn gặp thời tiết lạnh, không được ăn uống. Hiện nay, chính quyền đang tiếp tục nỗ lực phối hợp để sớm đưa thi thể bé Nam lên sớm nhất có thể. Chính quyền khẳng định sẽ giúp gia đình an táng cháu bé. Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12, Thái Lý Hạo Nam cùng ba bạn hàng xóm tới công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt sắt. Không may Nam rơi xuống ống cọc bê tông rỗng, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Sau nhiều giải pháp được đưa ra, phương án cuối cùng để giải cứu bé Nam là dùng xe đóng cọc bê tông khoan nhồi, lay động để làm loãng bùn đất xung quanh cọc. Sau đó, đơn vị thi công đóng ống vách thép có đường kính 1,5m xuống sâu lòng đất, vây quanh cọc bê tông có em Nam bên trong. Khi đủ điều kiện, đội cứu hộ cứu nạn sẽ tiến hành kéo ống cọc bê tông lên. Công trình cầu kênh Rọc Sen nơi bé Hạo Nam rơi xuống thuộc gói thầu số 14 thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là liên danh công ty cổ phần công trình cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông TNT, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải làm đơn vị giám sát. Đối với trách nhiệm của nhà thầu thi công cầu Rọc Sen, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết đơn vị giám sát quản lý đã có nhắc nhở, yêu cầu trách nhiệm phải che chắn kỹ công trình. Tuy nhiên đây là trường hợp hy hữu, bé Nam đi vào thời điểm có khe kẽ trong công trình, không ai phát hiện được, ông Bửu nói. Khi để xảy ra tai nạn của bé Nam thì trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công. Dưới sự tìm hiểu của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đơn vị thi công đã che chắn căng rào, gắn cảnh báo, đồng thời cử người quan sát. Ông Bửu cho biết từ ngày đầu xảy ra tai nạn, chủ đầu tư có mặt ở hiện trường, chấp nhận mọi yêu cầu điều động lực lượng đến hiện trường, chủ động hỗ trợ đội cứu nạn. Sau khi thông tin được chia sẻ, người dân cả nước theo dõi suốt 4 ngày qua đã bày tỏ sự thương tiếc cho bé trai bởi không có phép màu nào đã xảy ra. Một số bình luận của dân mạng để lại: vĩnh biệt em, nụ cười em rất phúc hậu, trìu mến. Ở độ tuổi còn phải ăn học nhưng lại phải trải qua những điều tồi tệ nhất trong đời mình. Đã mấy ngày qua, triệu trái tim đất nước Việt Nam này đều hướng về Đồng Tháp. Họ hy vọng rằng điều thần kỳ sẽ xuất hiện, nhưng em đã ra đi mãi mãi. Mong ở nơi khác con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cả nước sẽ cầu nguyện cho con. Chỉ biết nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những chiến binh đã vì cháu bé ngày đêm vất vả, nỗ lực, cứu giúp. Không nỗi đau nào bằng việc mất đi người thân của mình. Xin chia buồn cùng gia đình em.